Năm 2017 là một năm vô cùng thách thức bằng việc lãnh đạo công ty giao cho chi nhánh miền Trung một con số chỉ tiêu kỷ lục 28 triệu đô. So với năm 2016, chúng tôi tăng trưởng 5 lần. Tuy nhiên, điều này chúng tôi xác định hoàn toàn có thể thực hiện được. Bởi vì năm 2017, chúng tôi tung ra 3G trên toàn quốc. Và hơn nữa, chiến lược kinh doanh của mạng Việt Nam Mobile năm 2017 cũng hoàn toàn khác biệt bằng việc đầu tư những khoản tiền kỷ lục cho các hoạt động marketing, nâng cao thương hiệu, nâng cao kênh bán hàng, nâng cao chất lượng hệ thống bán hàng. Và đặc biệt, chúng tôi đi sâu vào chiều sâu và chiều rộng của hệ thống bán lẻ trên toàn bộ tất cả các tỉnh. Phương thức hành động của toàn bộ cán bộ công nhân viên chi nhánh miền Trung chỉ tiêu là 1, phương án hành động là 10, nhưng quyết tâm của chúng tôi là 20. Vì thế, chỉ tiêu 28 triệu đô, một lần nữa chúng tôi khẳng định hoàn toàn có thể thực hiện được. Theo chỉ đạo của lãnh đạo công ty, mục tiêu chính của chúng tôi trong năm 2017 là hoàn thành tiến độ và chất lượng của dự án Mega phủ sóng 3G cho toàn quốc. Với sự phối hợp của các bộ phận trong nội bộ của Vietnam Mobile cũng như sự hợp tác của các đối tác như tổng thầu JTA, HTA và Cuba, chúng tôi thường xuyên tổ chức các cuộc họp để phân tích, đánh giá tiến độ, đưa ra các giải pháp để xử lý các vướng mắc trong suốt quá trình thi công. Thường xuyên tổ chức các cuộc kiểm tra hiện trường để kiểm soát tiến độ và chất lượng thi công cũng như lắp đặt thiết bị của nhà thầu trên hiện trường nhằm đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng và hạn chế các rủi ro mất an toàn trong suốt quá trình thi công. Chúng tôi cam kết sẽ điều hành dự án về đích trước thời hạn như đã ký trong hợp đồng với các đối tác.